Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh của mình. Mình là Thu Anh, Tarot Reader tại Mary Shop, cửa tiệm chữa lành tâm hồn. Mình ở đây để trải những trải bài chung và cùng bạn trò chuyện về tâm linh, vũ trụ, bản đồ sao và tâm lý học. Các bạn có thể đặt lịch xem riêng với mình qua trang Facebook Chiêm Tinh Cổ Học hoặc Instagram. Các bạn có thể tìm thấy link ở phần mô tả ngay phía dưới video này nhé. Rồi, đầu tiên là trước khi vào phần trải bài thì mình vẫn nói gọi là đảm đạo một chút về cái tên fandom thôi. Đấy, thì tên thì đã quyết rồi. Đấy là Miracle, gọi tắt là Mira. Và mình định là hôm nay mình sẽ viết một cái bài viết để gọi là thông báo chính thức á. Đấy, và cũng chọn cái ngày hôm nay làm ngày sinh nhật của các bạn Mira luôn. Tuy nhiên trong lúc đọc comment thì mình lướt được một cái comment bảo là nên chọn ngày mùng 31 tháng 7. Bởi vì mình rất cảm ơn bạn, mình không nhớ tên tên người dùng của bạn. Nhưng mà chắc là nếu bạn nghe được những câu này, bạn biết là mình đang nói đến bạn á. Thì bởi vì làm sao? Bởi vì ngày 31 tháng 7 khi viết ra số 3107 đọc ngược lại sẽ là love, nghĩa là tình yêu. Mình thấy như thế thì nó sẽ có ý nghĩa hơn là chọn ngày hôm nay là 23 tháng 7, đúng không? Đó. Thế nên là đúng ngày 31 tháng 7 mình sẽ đăng thông báo chính thức. Nói chung là nhà mình thì có tên rồi, đấy là Mira, hoặc là tên đầy đủ là Miracle. Nhưng mà thông báo chính thức để gọi là chọn ngày đẹp thì sẽ là ngày 31 tháng 7 nhá. Đấy. Nhưng nhìn chung là mình đã có tên gọi rồi. Các bạn Mira. Thì hôm nay làm chủ đề gì cho các bạn Mira đây? Hôm nay mình sẽ làm về chỉ số may mắn của bạn. Các bạn đừng quên là mình vẫn tiếp tục nhận những cái lời gợi ý cho các chủ đề tiếp theo nhá. Các bạn hãy cứ ghi ở dưới phần bình luận. Mình sẽ vẫn đọc và mình sẽ vẫn viết nốt lại những cái chủ đề đó. Dĩ nhiên chủ đề nào nó phải hợp lý một tí. Mấy cái chủ đề như là liệu kết quả thi có tốt hay không thì mình sẽ không làm đâu. Nói nhanh cho nó vuông. Bởi mình thấy những cái chủ đề như thế nó chẳng giải quyết được gì cả. Đấy, nó chẳng giải quyết được gì cả. Đấy. Nhỡ trải bài bảo là điểm của bạn thấp lắm thì bạn phải làm nào? Hoặc là trải bài bảo điểm mày thấp lắm xong hoặc là trải bài bảo điểm rất là cao nhưng thật ra lúc về điểm không được cao thì bạn bắt đền mình à hay là sao? Với cả là xem nội dung, xem điểm thi không phải là thế mạnh của bài tarot nên các bạn không nên lạm dụng bài tarot nha. Rồi, trải bài chủ đề ngày hôm nay là bạn chỉ số may mắn của bạn. Thì trong trải bài này mình sử dụng hai bộ bài như các bạn thấy là mình vừa mới lôi ra. Đấy là bài Tarot Halloween và bài Oracle Cầu Vồng để xin lời khuyên cho các bạn. Để xem là bạn may mắn ở bạn may mắn không, may mắn như thế nào, may mắn trong lĩnh vực nào nhá. Và làm gì để cải thiện cái sự may mắn đó. Thì hôm nay cho hôm nay cho các bạn chọn đá. Thì bây giờ mình sẽ bốc ngẫu nhiên. Các bạn cho mình xin chút năng lượng nào để chọn nào. Hôm nay chắc là mình sẽ chọn một trong năm cái viên đá bé bé này thôi. Tụ một là đá cam nhá. Được chưa? Tụ một để đây. Tụ hai là đá. Đá này là màu gì? Màu à? Màu này là màu đen vàng đi. Đấy, đây là tụ 2. Tụ 3 tụ này đi. Cái này là cam đậm, gọi là màu cam đậm, cam nhạt, cam đậm và màu nâu, được chưa? Nâu, đen vàng. Thật ra đây là nâu. Thôi thì gọi là đen vàng đi. Mình nhắc lại nhá. 3 tụ này, tụ 1 màu cam nhạt, tụ 2 màu đen vàng và tụ 3 màu cam đậm. Cho câu hỏi chỉ số may mắn của bạn thì các bạn hãy chọn tụ nào mà các bạn bị thu hút nhất ngay bởi lần nhìn đầu tiên và có thể chọn nhiều hơn một tụ. Sau khi chọn xong mình xin phép được vào tụ 1 luôn nha. Xin chào các bạn tụ 1. Các bạn tụ 1 là những người chọn viên đá màu cam nhạt để đá các bạn ở đây góc giữa này nha. Rồi bây giờ sẽ rút cho các bạn bốn đầu tiên là 4 lá bài tarot để xem là các bạn có may mắn hay không, chỉ số may mắn của các bạn như thế nào. Sau đó mới là 2 lá bài Oracle để xin lời khuyên đến từ bài
chỉ số may mắn của các bạn tụ 3. À nhờ, các bạn tụ 1. Vì đây chúng ta có 8 kiếm. Để đây đi. Đó. Bài này nó hơi dài. Chúng ta có nữ hoàng ly 4 lá nhá. Chúng ta có 7 gậy. À 7 kiếm. Và chúng ta có sức mạnh. 7 kiếm, 8 kiếm. Rồi lại nữ hoàng ly, rồi lại sức mạnh. Thứ nhất là mình thấy bạn không được may mắn cho lắm. Trong cuộc sống hàng ngày có vẻ không được may mắn lắm. Cảm giác như đây là những bạn mà trong cuộc sống hàng ngày hay gặp nhiều kẻ thù, nhiều sự phản đối, nhiều cạnh tranh. Trong cuộc sống hàng ngày, gọi là đi làm, đi học hàng ngày hay gặp thị phi. Đấy. Nếu mà bạn nào tò mò về, nói cái này nó liên quan đến chiêm tinh một chút, nhưng mà trong chiêm tinh ấy thì có hai hành tinh rất quan trọng trong đời sống hàng ngày của các bạn. Một là thủy tinh, hai là kim tinh. Bởi vì thủy tinh và kim tinh á, thủy tinh đại diện cho giao tiếp, còn kim tinh đại diện cho các mối quan hệ, nhìn chung là các mối quan hệ gần gũi, hiểu chưa? Cái cách mà mọi người quý mến mình trong cuộc sống hàng ngày. Thì nếu bây giờ mà cả thủy tinh lẫn kim tinh đều không tốt, ở vị trí không tốt, nhận được cái năng lượng không tốt, thì trong cuộc sống hàng ngày á, thứ nhất là giao tiếp của bạn không tốt. Mà bây giờ bạn phải hiểu là xã hội bây giờ, thật ra mình thấy xã hội nào cũng thế, cái giao tiếp rất quan trọng. Thứ nhất này, thủy tinh nó dẫn đến giao tiếp không tốt, và khả năng phân tích logic, tư duy của các bạn nó cũng không tốt theo. Kiểu các bạn, nếu mà thủy tinh ở vị trí không tốt á, thủy tinh bị suy thoái hình như là ở cung song ngư, mình không nhớ không nhầm, thì tức là bạn ra quyết định dựa theo cảm xúc đấy. Bạn làm, nói chung bạn phải hiểu là trong cuộc sống hàng ngày mà ra đi quyết định theo cảm xúc thì khá là phiền phức, đúng không? Khá là phiền phức, mang lại sẽ mang đến cho bạn nhiều cái hậu quả. Còn nếu kim tinh không tốt thì có thể bạn sẽ thu hút toàn những cái người đến và làm hại mình, đến và có bản thân cái người đó cũng có những cái vấn đề tâm lý, họ đến họ chỉ làm khổ mình thôi chứ họ không có giúp ích được gì cho mình. Đấy. Thì mình cảm thấy như trong cuộc sống hàng ngày của các bạn tụ một là nó như thế. Nó cứ khá là mệt mỏi. Nó gặp nhiều đối tượng không tốt. Cái nói chung chỉ số may mắn trong cuộc sống hàng ngày của các bạn nó là như thế. Nhiều cạnh tranh, nhiều sự phản đối, nhiều kẻ thù. Nhưng không vì thế mà các bạn tụ một bỏ cuộc. Được cái, các bạn này được cái là có cái sức mạnh ý chí rất là cao, rất là mãnh liệt. Các bạn có thể từ bé đã bị gặp, từ bé đã nhiều cạnh tranh, nhiều phản đối rồi. Thế nên các bạn quen với nó rồi ấy, sao ấy. Nên là cho rằng cái việc là nếu có thêm một người nữa phản đối mình, nếu có thêm một kẻ thù nữa trong đời thì cũng chỉ là chuyện bình thường mà thôi. Các bạn này là kiểu một khi đã đặt ra một cái dự định, một cái kế hoạch nào đó thì sẽ làm cho đến cùng. Nên tuy gọi là cái cuộc sống hàng ngày nó không tốt, nó nhiều phản đối, nhiều thị phi, nhưng mà vì cái nỗ lực của bản thân các bạn á, nên thành ra đến cuối các bạn vẫn gặt hái được những cái thành quả như mong đợi, như kỳ vọng. Chỉ là cái con đường đến được với cái thành công đó nó không được nhanh, nó không được dễ dàng. Một số người thì họ có được thành công dễ lắm, như là kiểu có ai lót sẵn đường, có ai trải thảm cho các bạn á. Nhưng mà cái con đường thành công của các bạn tụ một thì không hề dễ tí nào. Nhưng được cái là bằng sức mạnh ý chí mà các bạn đạt được cái thành công đó, và các bạn giữ được chứ không bị mất đi. Một số người đạt được rồi nhưng lại mất đi. Nhưng các bạn một khi đã đạt được cái vị trí đó rồi thì sẽ giữ được, mà bây giờ chỉ còn việc là lên tiếp hoặc ở lại vị trí cũ thôi. Đấy. Thì giờ rút cho các bạn hai lá đi, xin lời khuyên. Mình cứ đến bài này mình sẽ nhắm mắt rút. Xem nào. Hai lá gì đây? Đầu tiên là trở thành cái sự xinh, vẻ đẹp tự nhiên. Một người có vẻ đẹp tự nhiên và chấp nhận lời khen. Các bạn tụ một có thể có một cái tính xấu, đó là có xu hướng chỉ trích bản thân thái quá. Ôi, hai bộ này màu mè, rất là màu mè nhỉ.
để cạnh nhau. Thế nên mình rất thích dùng hai bộ này với nhau vì cả hai đều màu mè. Thì các bạn tụ một có xu hướng là chỉ trích bản thân thái quá. Có thể là bởi vì từ bé, từ nhỏ các bạn đã bị vây quanh bởi những người đến và chỉ trích các bạn, nên các bạn cho rằng là cái việc bản thân mình chỉ trích mình, úi tay mình bị dính nến này, bản thân mình chỉ trích mình là chuyện rất bình thường. Đấy, nên đến khi mà các bạn bắt đầu đạt đến những cái thành tựu, một số thành tựu nhất định trong cuộc đời, các bạn được người khác khen ngợi, ca tụng, ngưỡng mộ, nghe chưa các bạn, nghe chưa, thì các bạn lại ngại, các bạn không muốn nhận cái lời khen đấy. Nhưng mà lời khuyên dành cho các bạn là để đạt được đến ngày hôm nay, các bạn đã đi một quãng đường dài và bỏ ra nhiều nỗ lực công sức hơn người khác, thế nên hãy tự hào về những gì mình có. Tự hào về những gì mình có. Và mình có một cái lời khuyên, nó cũng không hẳn là lời khuyên, chỉ là mình thấy trên bài cái việc trong cuộc sống hàng ngày bị đen đủi á, không may mắn lắm ấy, nó sẽ không kéo dài mãi mãi. Mình thấy đến một cái lúc nhất định nào đó, cứ có cảm giác như những cái nghiệp này nó là những cái đen đủi này, nó là nghiệp bạn phải trả. Và khi mà trả xong, đến một cái giai đoạn nào đó, bạn sẽ cuộc sống của bạn nó sẽ nhẹ nhàng hơn. Nó sẽ bớt những cái sự đen đủi lặt vặt này, bớt cạnh tranh, bớt phản đối, bớt kẻ thù. Thế nên là nếu bây giờ bạn đang cảm thấy nặng nề đi, nặng nề bởi những cái đen đủi, những cái sự cạnh tranh này, thì lời khuyên là đừng đừng bỏ cuộc, và bạn cứ an tâm là sẽ đến một lúc nào đấy hết những cái hết những kẻ thù, hoặc là kẻ thù không còn làm gì được bạn nữa. Kiểu thế, đến một cái level nào đó ấy, kiểu như là trong cái cuộc đường cuộc cuộc cái trò chơi này, bạn lên level nhưng kẻ thù không lên level, đúng không? Thì khi mà bạn lên level thì trước đây khi level thấp bạn đánh nhau với kẻ thù rất là khó, nhưng khi bây giờ bạn lên level rồi mà kẻ thù vẫn ở level đó, thì có phải bạn búng tay cái kẻ thù biến mất không, hoặc là kẻ thù không không thể chạm được vào bạn không, kiểu thế. Thế nhá, tuy là chỉ số may mắn không cao nhưng mà ông trời bù lại cho sức mạnh ý chí siêu phàm. Cố lên. Rồi, chắc mình sẽ dừng trả bài các bạn tụ một tại đây. Thông điệp thì cũng đã nói xong rồi. Chúc các bạn có một buổi tối hôm nay thứ mấy? Thứ năm à? Vui vẻ nha. Bye bye Mira. Xin chào các bạn tụ hai. Các bạn tụ hai là những người chọn viên đá màu nâu vàng. À, đen vàng. Thật ra nó là nâu vàng nhưng thôi, gọi là đen vàng. Mình sẽ để đá các bạn ở đây. Bây giờ mình sẽ rút cho các bạn 4 lá bài tarot để xem chỉ số may mắn của các bạn và may mắn trong lĩnh vực nào. Sau đó sẽ rút thêm 2 lá bài Oracle để xin lời khuyên. Chết 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 chết. Nghiệp. Rồi rút 4 lá nha. Ta da. Wow. Chứ gì bốc được tower. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi, Mira của tôi. 8 ly. The Sun. Okay, bạn nhìn thấy rõ bài không? Và ba gậy. Đấy, để cho nó tăng dần, lên cao dần cho đẹp. Một trong những niềm vui thích khi mỗi lần mình trải bài đó là mình được sắp xếp bài. Mình rất thích, chắc không biết là phải vì mình là cung thiên bình không, mình luôn thích sắp xếp mọi thứ nó cân bằng. Mình không thích cái gì quá hoặc là trống vắng quá. Mình không thích, mình muốn kiểu lấp đầy cái màn hình này, cái màn hình hình chữ nhật này. Đấy. Rồi, thế được rồi. Chỉ số may mắn của các bạn, nhìn cái bạn này hay bị ngược, có gì đấy ngược lại với các bạn tụ một. Các bạn tụ một là cuộc sống hàng ngày của các bạn ấy nhiều, vấp phải nhiều sự phản đối, chỉ trích, nhiều kẻ thù. Thì ngược lại các bạn tụ ba, à các bạn tụ hai, cứ nói nhầm tụ ba, cuộc sống bình thường, cuộc sống hàng ngày ok, nhưng hay gặp biến cố lớn. Cái biến cố của các bạn á, thật ra là biến cố không chỉ là biến cố tiêu cực mà còn là biến cố tích cực. Các bạn tụ 3, à tụ 2, cứ nói nhầm, có cái xu hướng là hôm nay làm triệu phú, tỷ phú, ngày mai thành ăn ăn mày ăn xin.
Ừ, lên voi xuống chó, chính xác cái từ để miêu tả tụ hai, lên voi xuống chó. Thất thường. Ừ, thất thường. Có những lúc mà may may vãi cả mày, may may đúng kiểu là không 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 hề có từ ngữ nào miêu tả được cái sự may của bạn, nhưng sẽ có những lúc trong cuộc đời mà đen đen vãi cả đen. Ví dụ nhá, như tụ một á thì các bạn ý là hay gặp mà cái rắc rối lòn nhỏ và lắt nhắt, nhưng mà vượt qua được rồi thì các bạn ý sẽ lên từ từ, đúng không? Các bạn lên từ từ. Còn các bạn tụ hai đúng theo kiểu biểu đồ hình sin hoặc cốt, nó như này này, à, nó lên này này, lên lên xuống xuống này. Mà cái lên của bạn thì cao hơn người khác và cái xuống của bạn lại còn xuống thấp hơn người khác. Đấy, thế là trong đời bạn sẽ có những cái lúc lên xuống nó thất thường như thế. Ừ. Có thể là có những lúc thì yêu được những cái người cực kỳ vừa giàu vừa giỏi vừa đẹp trai, nhưng có những lúc lại yêu được cái người không ra gì chẳng hạn. Rồi để rút thêm hai lá bài Oracle để xin lời khuyên cho các bạn tụ hai xem. Thật ra là mình đã có một chút lời khuyên trong đầu rồi, nhưng mình sẽ kết hợp với bài Oracle để xem là bài có muốn khuyên gì cho các bạn nữa. Rút hai lá nhá. Cứ đến bài này là mình phải nhắm mắt. Ai rồi ai. Invite your fears to tea. Vượt qua, đại để là vượt qua nỗi sợ hãi và chú ý đến những cái điều nhỏ nhặt, những cái lời chúc phúc nhỏ nhặt nhất. Đây nhá, với cái kiểu của các bạn tụ hai ấy, thì lúc bởi vì cuộc sống nó cho bạn cái sự lên xuống thất thường, đúng không? Mình nghĩ là đại nói qua một chút về chiêm tinh. Thì trong chiêm tinh ấy, cái năng lượng của nhà 8 hay là cái năng lượng thần nông á, là đại diện cho cái sự lên xuống thất thường. Thì nếu là bạn có một số cái ảnh hưởng lớn từ nhà 8 và có nhiều hành tinh ở trong nhà 8, thì bạn sẽ nhận ra là trong cuộc đời của mình có cái sự lên voi xuống chó như thế. Mà lên voi xuống chó mình bảo rồi, lúc tốt lúc xấu, không phải lúc nào cũng là biến cố tiêu cực đâu. Thế nên ấy, với cái sự cái chỉ số may mắn thất thường như thế này, nó đòi hỏi bạn phải có một cái tâm lý rất là vững. Chứ mình mà có tâm lý kiểu mong manh dễ vỡ thì nguy hiểm, rất dễ trầm cảm. Ừ. Thế nên trong cái lúc mà bạn đang ở đáy đi, đáy của biểu đồ hình sin hình cốt đi, đấy, thì bạn có một số lời khuyên cho bạn. Đầu tiên là hãy học cách, với những cái bạn như này nhá, hãy học cách xuôi theo dòng. Ừ, đừng bao giờ kháng lại cái sự biến đổi của vũ trụ. Và mình biết là à, mình là kiểu như thế, vũ trụ sẽ cho mình những cái sự cố đột ngột như thế. Nên là khi mà mình được trở thành tỷ phú, mình không quá vui mừng, mình không quá ăn mừng, mình không quá sung sướng. Và tương tự khi mình trở thành ăn mày, mình cũng không quá đau khổ, vì mình biết sớm hay muộn sẽ có ngày mình lại lên lại. Có khi mình thành tỷ phú, mình biết sớm hay muộn mình sẽ có ngày đi xuống. Thế nên á, nếu được thì các bạn hãy học cho mình một bộ môn, đấy là thiền hoặc yoga. Bởi vì nhất là thiền, bởi vì cái bộ môn đó sẽ giúp cho bạn cân bằng tĩnh về mặt cảm xúc. Bạn sẽ giữ được cái cảm xúc của bạn không biến đổi dù cho sự kiện nào nó xảy ra đi nữa. Ừ, dù cho cái gì nó xảy ra đi nữa thì tâm bạn nó vẫn phẳng như như tờ. Thế nên mình mới nhắc đi nhắc lại, đấy là cái mặt trăng đại diện cho cảm xúc tâm trí của các bạn trong chiêm tinh, và đó là lý do vì sao người ta bảo là mặt trăng thịnh vượng, mặt trăng ở vị trí tốt nhất là mặt trăng kim ngưu. Vậy các bạn biết tính chất cung kim ngưu rồi đúng không? Nó rất là bằng, nó rất là bằng phẳng, lặng như tờ. Đấy, khi mà tâm trí của mình được ở cái cung nó lặng như thế thì tâm trí nó sướng theo. Khi mà tâm tâm bạn vững thì lúc đấy là bạn mới có khả năng để suy nghĩ, sử dụng sức mạnh của thủy tinh để suy nghĩ. Chứ bây giờ mà mặt trăng của các bạn ở những cái cung như là song tử là cung thất thường. Cung nó không phải, không hẳn là thất thường, mà song tử là cung của việc làm 10 thứ cùng một lúc. Đấy, hoặc là mặt trăng ở cung thần nông. Thần nông là đấy, như mình bảo lên xuống thất thường ấy, thế là tâm trạng của bạn lên xuống thất thường theo. Đấy, thì nó hai cung này nó sẽ gây ra nhiều cái
Đặc biệt là thần nông được gọi là cái vị trí suy thoái của mặt trăng. Thì nói chung là với các bạn ở tụ hai, các bạn biết là tình cảnh mình như thế thì các bạn phải giữ cho tâm của các bạn vững, được chưa? Bằng cách là các bạn là có thể học thiền hoặc các bạn tự tự nhủ với bản thân là mình phải tâm vững. Mình đã gặp biến cố nhiều rồi. Đấy, mình đã trải qua các biến cố đấy rồi thì không thể nào mà mình chịu thua nó ở cái lần tiếp theo được. Đừng có sợ hãi khi mà các bạn đang trên đỉnh. Đỉnh đỉnh vinh quang, các bạn đã trở thành tỷ phú. Đừng có sợ hãi là mình sẽ mất hết của cải. Có thể là mình sẽ mất thật. Nhưng mà mình biết đấy là một phần cái nghiệp mà mình phải trả, cái bài học nhân quả mình phải trả. Và cái thứ hai là khi mà ở làm ăn ăn mày đang ở vị trí đấy thì đừng có tiêu cực, vì biết rằng sẽ sớm hay muộn có ngày mình lại vươn lên đến đỉnh, thấy chưa? Đấy, nói chung đấy là lời khuyên dành cho các bạn tụ hai. Rồi, chắc mình sẽ dừng trả bài các bạn tụ hai tại đây. Thông điệp thì cũng đã nói xong rồi. Cảm ơn các bạn tụ hai đã ủng hộ và lắng nghe. Chúc các bạn có một buổi tối vui vẻ. Bye bye các bạn Miracle nha. Xin chào các bạn tụ ba. Các bạn tụ ba là những người chọn đá màu nâu đậm và để đá các bạn ở đây. Ok. Trong trải bài này mình sử dụng hai bộ bài, đầu tiên là Tarot Halloween và Oracle Cầu Vồng. Mình sẽ rút 4 lá Halloween trước để xem là chỉ số may mắn của bạn. Chúng ta có một gậy vừa mới bắn ra ngoài. Vừa mới rơi ra ngoài, ok. Sửa sửa lại từ ngữ. Là thứ hai, 7 ly. Ôi chà 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 chà. Mình thấy các bạn này, bây giờ mình sẽ bốc hết để nói một thể. Chúng ta có vua su. Và thế giới. Mình có thể nói là trong 3 tụ thì tụ thứ ba là cái tụ mà may mắn nhất. Chỉ số may mắn của các bạn cao nhất trong 3 tụ, nhưng cũng là đáng tiếc nhất. Bởi mình không biết là có phải do vì bạn, nói chung cuộc sống của bạn nó êm đềm từ bé đến lớn. Nó không bị như tụ một là cuộc sống hàng ngày cứ đen đen, và không bị như tụ hai là lên xuống thất thường. Mà mình thấy từ bé đến lớn có một cái việc. Bạn chả phải lo nghĩ gì. Có thể bạn sinh ra trong một gia đình khá giả. Bạn được đi học trường tốt, xong rồi bạn được bố mẹ tạo điều kiện để thế này thế kia. Và bạn cũng chưa bao giờ gặp cái biến cố gì lớn trong đời, và mình cũng không nghĩ là bạn sẽ gặp cái biến cố gì lớn trong đời. Đó mới là cái điều nguy hiểm. Đó mới là cái điều nguy hiểm. Thế nên cả đời bạn, nói thẳng nhá, nó như ếch ngồi đáy giếng. Bạn rất là lành. Bạn rất là lành, nói thật là như thế. Bởi chưa va chạm nên rất là lành. Và số cũng may là gặp những người tốt, những người đến làm bạn bè tốt chứ không phải đến để lừa đảo bạn. Với cái tính lành thế này mà gặp phải người xấu là bị lừa đảo như chơi. Nhưng cũng may là mình gặp những cái người cũng tốt. Thế nào nhỉ? Nói chung là cuộc đời bạn tương đối nhạt nhẽo. Tương đối nhạt nhẽo, nó bình 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 bình, và với cả là bạn chưa từng gặp một cái biến cố nào lớn trong đời. Thế nên á, bạn không biết được là bạn may mắn như thế nào. Bạn không hiểu điều đấy. Bạn rất dễ cáu giận chẳng hạn, bạn rất dễ nổi đoá chẳng hạn, và bạn hơ có cái sự tính ích kỷ của trẻ con, có cái sự ích kỷ của trẻ con ở đây. Đấy, mà bạn không hề nhận ra là mình may mắn thế nào khi được sinh ra trong một đất nước không có chiến tranh. Khi được sinh ra mà bạn ngủ trên giường, chăn ấm đệm êm nhá. Có điều hòa, mát rượi. Nhà mình có mái và mình ngủ dậy có thức ăn để ăn, có quần áo để mặc, có công việc để làm. Bạn không nhận ra điều đấy. Bạn chưa gặp cái sự kiện nào nó lớn trong cuộc đời nên bạn không nhận ra là mình may mắn thế nào. Thì với các bạn tụ ba ấy, nếu mà cả đời bạn cứ bình bình như thế này thì không nói làm gì,
Nhưng nhỡ chẳng may vì lý do nào đó năm bạn 40 hay 50 tuổi bạn mới gặp cái sự cố lớn lần đầu tiên trong đời thì các bạn chưa chắc đã biết cách xử lý. Các bạn dành ra 40 năm để sống trong vùng an toàn. Nghĩa là cái vùng an toàn của bọn các bạn nó quá an toàn, nó quá thoải mái và vũ trụ cũng không có ý định đá đít bạn. Một số người là thế. Thật ra nếu mà các bạn bị đá đít từ những năm còn trẻ thì các bạn còn xoay sở được. Nhưng mà bị đá đít trong những cái năm mà bạn đã có tuổi rồi, bạn đã quen với cái lối mòn tận mấy chục năm rồi, thì hơi khó để thay đổi. Mình sẽ rút hai lá để xin lời khuyên. Thở sâu và nói rằng bạn xin lỗi. Thế này nhá. Có thể là mình nói là các bạn tụ ba sướng quá mà nên là có thể mình hơi nông, hơi nông, thiếu đi chiều sâu vì mình chưa gặp cái biến cố bao giờ, và mình cũng chỉ toàn quanh mình cũng chỉ toàn chơi với những người giống mình chẳng hạn, cũng toàn những người mà sinh ra đã ngậm thìa vàng thìa bạc trong mồm. Có thể chẳng chẳng đến mức vàng bạc nhưng mà chúng bạn không phải lo nghĩ gì. Có những người cả đời không phải lo nghĩ chuyện vật chất. Bạn là một ví dụ như thế chẳng hạn. Thì có thể vì cái tính cách này mà bạn vô tình bạn sống ích kỷ và bạn sống theo kiểu là chỉ biết đến bản thân mình là trung tâm vũ trụ. Thế nên là bạn là vô tình làm tổn thương những người xung quanh. Đấy, đây là một. Và cái thứ hai là bạn hơi bị thiếu chiều sâu, thì bây giờ làm nào để có chiều sâu? Không thể bảo là cứ thế bỏ ra vùng ạ. Ra khỏi vùng an toàn được, bởi vì mình cảm thấy có khi bạn cũng không có nhu cầu ra khỏi vùng an toàn. Chưa có biến cố gì nên mình không có nhu cầu ra khỏi vùng an toàn. Kiểu cuộc sống nó thuận lợi từ từ bé đến lớn. Đấy, nên là thấy là à mình cứ bỏ ra một một phần 10 nỗ lực thôi, mình không bao giờ bỏ ra 10 trên 10 cả, mà mình cũng đã đạt được những cái thứ mình muốn. Thế cớ gì mà mình phải bỏ ra 10 đúng không? Thì mình các bạn có thể tự tìm hiểu nha, đọc sách để làm phong phú hóa cái tâm hồn, cái tinh thần của các bạn. Thật ra mình cũng chẳng có gì để khuyên cả. Với tụ này thì mình chẳng có gì để khuyên. Khuyên gì giờ ta? Mình cũng không có gì để khuyên cả, bởi vì mình cứ có cái cảm giác là với cái kiểu của tụ ba thì cả đời sẽ thế này. Cả đời nó sẽ bằng 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 như thế. Nhưng mà thôi, quan trọng nhất là mình hãy biết thay vì sống mà cứ nhìn vào là cái phần tích tiêu cực của vấn đề nhá. Cứ nhìn vào cái kiểu là nhá, bây giờ cuộc sống của bạn có đầy đủ tất cả mọi thứ mà bạn chỉ có một cái thứ gì đấy nó không bằng người ta thôi. Ví dụ như là bạn khó tìm người yêu đi, thì bạn bạn cứ hay có xu hướng ngửa mặt lên trời hỏi là ơ tại sao tôi khổ thế này, tại sao ai cũng tìm được soulmate true love mà mình tôi không tìm được, tại sao đấy. Nhưng mà thay vì nhìn vào mặt tiêu cực mà bạn hãy nhìn vào mặt tích cực của vấn đề, đấy là bạn rất là sướng, bạn sinh ra không phải lo nghĩ chuyện tiền bạc, rồi bạn có một công việc ổn định này đấy, rồi bạn sống trong thời bình, bla bla bla, sống với cái thái độ biết ơn thay vì cứ nhìn vào cái phần thiếu của cuộc sống. Nếu thế nên tuy là các bạn tụ ba may mắn, chỉ số may mắn cao, có được hầu hết tất cả mọi thứ mà không cần phải bỏ nhiều nỗ lực, nhưng các bạn ấy có thể cái sự thỏa mãn, cái sự vui vẻ trong cuộc sống thì lại không bằng tụ 1, tụ 2. Các bạn tụ 1, tụ 2 hiểu được cái giá trị của làm việc chăm chỉ, của việc bỏ công, bỏ sức, của nỗ lực. Thế nên khi đạt được thứ mà các bạn ý nỗ lực bỏ ra, bỏ công sức ra, các bạn ấy rất hạnh phúc và thỏa mãn. Nhưng vì các bạn tụ 3, cả đời nó cứ thế, nó cứ có ai đấy trải sẵn ủn cho bạn, ủn ủn bạn đi đây, rồi mày đi đây, mày đi đây, thì mình đi theo và mình thấy con đường này cũng ổn với mình. Thế nên cái độ thỏa mãn của các bạn thấp. Đấy, thế nên là mình thay đổi cái mindset, cái tư duy và cố gắng sống với phong cách ăn biết ơn thay vì bắt lỗi nhá. Rồi, chắc mình sẽ dừng trả lời các bạn tụ ba tại đây. Thông điệp thì cũng đã nói xong rồi. Chúc các bạn tụ ba có một ngày thứ thứ mấy thứ năm vui vẻ. Bye bye các bạn Mira.